Ngay từ sáng ngày 10 tháng 12, tại nhà riêng của thủ môn Văn Toản, làng Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, gia đình thủ môn đã tập trung dựng phông bạt bàn ghế để chuẩn bị đón người dân đến cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam vào tối cùng ngày. Hàng trăm người dân trong làng đã háo hức kéo nhau đến gia đình thủ môn Văn Toản để cổ vũ cho thủ môn này, cũng như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không khí tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Văn Toản đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người chăm chú ca tụng, họ reo cổ vũ hết mình cho đội tuyển và riêng cho thủ môn Văn Toản. Hiện tại thì rất là xúc động và nghẹn ngào không thể nói lên được đây đấy, vì là cổ vũ cho con mình, nhưng mà vì tất cả cộng chung 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 của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải là một riêng của con mình, mà cổ vũ cho tất cả đội tuyển Việt Nam hôm nay là đã rất là tốt. Và xin chúc cho một đội tuyển Việt Nam hôm nay một ngày vui mừng không bao giờ chưa bao giờ có cả. Thay mặt cho gia đình và tất cả những người có mặt ở đây thì gửi lời một lời cảm ơn chân thành nhất tận đáy lòng ấy, là một người mẹ một thủ môn, thì gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. 6 trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam vừa qua, gia đình Văn Toản đều đón xem, trong đó Toản bắt chính 4 trận và gia đình không bỏ lỡ một phút nào. Đây là giải đấu lớn nhất mà Toản tham gia, vì vậy gia đình vui mừng, tự hào. Mong Toản bình tĩnh, tự tin thi đấu tốt, mang lại vinh quang cho quốc gia, niềm tự hào cho quê hương Thủy Nguyên và gia đình.